Quý vị và các bạn thân mến, đối với hầu hết trẻ nhỏ, việc ăn hoa quả trái cây, đặc biệt là rau xanh trong bữa cơm là một nhiệm vụ không hề dễ dàng một chút nào. Các phụ huynh thường ép con em mình ăn, nhưng đó không phải là một phương pháp tối ưu. Thay vào đó, chúng ta hãy tìm hiểu và chế biến ra những món ăn có màu sắc phong phú, hương vị phù hợp với trẻ nhỏ sẽ kích thích các em ăn nhiều hoa quả trái cây hơn nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một món ăn thỏa mãn những yếu tố này, đó là món salad tôm cốc tai. Đây là một món có rất nhiều những vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là vitamin C để chúng ta tăng cường sức đề kháng và giải nhiệt trong mùa hè nóng bức. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm món ăn này với sự hướng dẫn của anh Đoàn Minh Tâm, giám đốc đào tạo của trường hướng nghiệp Á Âu. Chào anh. Chào Tông. Chào các bạn xem chương trình Vui 60 ngày. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ với việc là điểm qua một vài những nguyên liệu cần thiết để làm ăn. Để làm món này chúng ta chắc chắn là chúng ta phải có một số loại salad thật ngon. Dạ. Thứ hai chúng ta sẽ có một số những loại trái cây, ví dụ như táo, thanh long, bơ, lê, dâu. Bên cạnh đó chúng ta có một chút cà chua bi. Về nước sốt thì chúng ta sẽ làm một mayonnaise, tương cà, da ua. Hai da ua này là da ua không đường. Chúng ta có một chút muối, có rượu cô nhắc và một chút cái rượu mùi camagne. Thực phẩm chính của chúng ta là sẽ có tôm. Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn. Tùng có thể cắt hay dùm anh trái cây. Trái cây chúng ta cắt hạt lâu hoặc là em có thể sáng tạo tùy ý. Theo sở thích. Anh sẽ luộc tôm. Dạ. Tôm mình chúng ta sẽ phải luộc. Chúng ta có bỏ thêm một chút muối. Dạ. Rồi khi chúng ta luộc, chúng ta sẽ bỏ thêm một chút thì là và cần cho hương vị nó sẽ ngon hơn. Chúng ta có thể có cần tây, hành bơ rô, chúng ta cũng bỏ vào trong đó cũng được. Dạ. Để cho nó tăng thêm cái hương vị cho tôm. Em cắt hạt liệu này cho anh. Rồi, rất đẹp. Mình cũng có thể cắt lớn một chút xíu ha. Tại vì khi mình ăn trái cây là mình cần nhai giòn. Cái này là em mới học được đấy. Với những loại như là táo hay lê mình cho vào nước, đặc biệt là hơi lạnh lạnh, cũng có thể cho ít đường vào sẽ khiến cho nó giòn hơn mà không bị thâm. Đúng rồi. Chúng ta có một số salad thế này thì bình thường á là chúng ta sẽ cắt ra, nhưng mà cắt ra thì nó sẽ không đẹp, cho nên chúng ta cứ dùng tay chúng ta xé. Xé thế này thì nó ra nhiều cái trạng thái rất là đẹp, rất là mắt. Và rau nó sẽ không bị dập. Trong khi mình nhặt như vậy á, thì mình sẽ thấy được những cái nào úa, những cái nào hư thì mình sẽ bỏ đi. Em thấy bảo là khi mà mình rửa rau kỹ quá lại mạnh tay nữa, dập thì vitamin bên trong nó sẽ thất thoát ra ngoài. Đúng rồi, cho nên là chúng ta nâng niu. Chúng ta rửa nhẹ nhẹ thôi. Chúng ta đừng có vừa rửa mà vừa nhấn chìm trong nước thì cũng không nên. Salad đó, chúng ta lựa chọn nhiều loại thì mình sẽ ngon hơn. Trong số nguyên phụ liệu thì em thấy có cả sữa chua đúng không anh? Đúng rồi, có sữa chua. Bình thường thì chúng ta không nên bỏ sữa chua vô. Nhưng mà khi mà chúng ta làm có mayonnaise vị béo thì chúng ta nên bỏ sữa chua vô. Sữa chua sẽ làm cho chúng ta hệ thống tiêu hóa tốt hơn. Bên cạnh đó các chị em phụ nữ cũng rất thích là da dẻ sẽ rất là hồng hào, mịn màng. Đó là nó thông qua sữa chua. Rồi bây giờ nước sôi rồi chúng ta sẽ luộc tôm. Lưu ý là khi mà luộc tôm là nước phải thật sôi để cho tôm nó săn lại. Nó chua như thế này, bình thường á là chúng ta rất ngại ăn. Đa số người Việt Nam rất ngại ăn. Nhưng mà khi mà chúng ta trộn chung với salad lên thì cái vị rất là ngọt, rất là thanh và rất là ngon. Rồi tôm thì chúng ta sắp sửa xong rồi ha. Tôm xong chúng ta sẽ vớt ra, chúng ta sẽ ngâm qua nước lạnh. Khi mà vớt ra ngâm nước lạnh thì nó làm cho tôm nó sẽ săn chắc, thịt nó sẽ chắc hơn, sẽ ngon hơn. Em thấy trong mùa hè cái vấn đề giải nhiệt rất quan trọng. Ăn cái món nào mà khô này hay là rang nhiều quá, đặc biệt là mặn hay ngọt nhiều quá ăn nó khó lắm. Thường thì em thấy người ta hay ăn các món như là bún miến phở ấy, nhiều nước, hay là món nguội ăn rất là vào. Và em thấy đây là một món ăn mà có lẽ rất nhiều khán giả chúng ta cũng nên thử qua, bởi vì nó rất tốt trong việc là chúng ta có thể giải tỏa được cái nóng của mùa hè. Cái món này như kiểu cắt cái dưa chuột. Theo bên này cắt này ha. Thường mình chọn những loại cam mà cho vào những món salad là mình chọn cam ngọt đúng không? Cam ngọt, cam chua, cam ngọt, hơi chua chua một chút xíu cũng được, cũng ngon. Tại vì là cái món khai vị là món salad thì nó có vị hơi chua chua, ngọt chút xíu thì nó sẽ ngon hơn. Rồi chúng ta có miếng bơ. Bơ ở Việt Nam mình ở Đà Lạt cũng rất là ngon.
thì thường thường bơ chúng ta có thể làm sốt hoặc là chúng ta ăn kèm salad. Người Việt Nam thì đa số là thích làm sinh tố bơ. Sinh tố bơ. Và cái bơ này thì chúng ta cũng có thể làm ăn chung salad ha. Thì vị nó bùi, nó béo, rất là ngon. Em thấy bơ các chị các bà còn hay làm mặt nạ để dưỡng da. Làm mặt nạ thì cũng cả một cái nghệ thuật. Anh Tâm ơi, em nghĩ là mình ngâm tô như vậy là khá lâu rồi ấy. Bây giờ Tâm có thể vớt ra. Dạ, rồi xong mình sẽ lột. Xong. Rồi bây giờ chúng ta chỉ có lột thôi, lột vỏ tôm thôi. Lột vỏ tôm á thì chúng ta sẽ lột cái đầu này. Cắt hết đầu ra đúng không? Và lột cái lưng thôi. Còn cũng để lại cái đuôi trang trí cho đẹp. Đặc biệt là trong mùa hè nóng ấy, em thấy hải sản là một món ăn được rất nhiều người quan tâm. Hải sản thường thường chúng ta ăn ngon chúng ta chỉ cần nướng thôi. Nướng. Nếu ai thích thì hấp là giữ được hết tất cả hương vị của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nước sốt. Nước sốt thì chúng ta sẽ lấy một cái tô mayonnaise, da ua, tương cà chúng ta bỏ chung và chúng ta đánh lên thôi. Và thêm một chút lượng mùi là rất đơn giản. Vâng. Xong. Bên cạnh đó chúng ta sẽ bỏ một chút cái Tabasco vào. Nó sẽ tạo một cái vị cay ngon. Sữa chua thường thường chúng ta sử dụng sữa chua không đường thì sẽ ngon hơn. Dạ. Chắc là một hộp nhỏ nhỏ đúng không ạ? Một hộp thôi, một hộp thôi, khoảng hình như 180mg vậy đó. Rồi, chúng ta sẽ bỏ tương cà này vào cho nó có cái màu sắc rất là đẹp. Và dĩ nhiên là cái vị nó chua ngọt, nó sẽ làm cho kích thích vị giác sẽ ngon hơn. Chúng ta sẽ có một chút rượu mồi, rượu cognac. Thường thường là có hai dòng, một dòng whisky, dòng cognac, thì chúng ta sẽ làm cognac thì sẽ thơm hơn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một chút cái rượu mùi cam, nó kêu là Cabernet. Rồi chúng ta bỏ vào. Rồi bây giờ Tùng chỉ đánh lên thôi. Đánh cái gọi mình đánh đều lên thôi, như thế này thôi, đánh đều lên. Trong khi đánh em nó thấy mùi rượu mùi bốc lên. Bắt đầu rất là thơm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác. Rồi bây giờ tất cả những cái loại mà trái cây chúng ta sẽ bỏ trong salad này. Và sẽ có một ấu salad thật là to và thơm ngon, đầy chất dinh dưỡng nữa. Đặc biệt với những món nguội thế này thì vấn đề chúng ta giải nhiệt trong mùa hè sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Salad chúng ta rất là nhiều màu sắc. Để em chọn nhỏ. Chọn nhẹ nhẹ thôi, cho trường nó đừng quá nhiều màu sắc. Hấp dẫn. Rồi chúng ta sẽ cho một chút nước sốt này vào để chúng ta trộn cho nó đều. Chúng ta cho một ít thôi, tại vì khi mà chúng ta ăn á, chúng ta có thể chúng ta bỏ thêm cho nó vừa. Tuy nhiên có nhiều người lại thích ăn là nó vị nó hơi ít cái sốt một chút. Cho nên chúng ta sẽ bỏ riêng bên ngoài, chúng ta trộn ít thôi. Trộn tiếp à? Rồi, chúng ta trộn tiếp. Sao? Bây giờ chúng ta sẽ trình bày ra một cái đồ đất. Dạ. Đẹp. Bây giờ chúng ta chỉ cần chúng ta sẽ bỏ ha, chúng ta bỏ salad này vào thôi. Dạ. Bỏ từ từ thôi ha, chúng ta cứ cho vào. Rồi chúng ta múc một số những loại trái cây chúng ta bỏ vào, xen kẽ cho nó có màu sắc. Rồi chúng ta vừa bỏ ra nhưng mà chúng ta vừa phải có trình bày, có một sự trình bày một chút xíu cho đẹp. Rồi chúng ta xen một chút màu sắc. Nước sốt chúng ta có thể để riêng bên ngoài ha. Rồi để khi mà ăn thì chúng ta trộn thêm vào, hoặc là ai muốn ăn trộn thêm vào cũng khá ngon. Chúng ta không cần, chúng ta phải bỏ nhiều bên trong. Chúng ta còn tôm nữa. Đây, tôm. Rồi, tôm chúng ta cũng có thể xếp vào bên trong để cho đẹp. Bằng cách là chúng ta để những cái con tôm cong như thế này, để cho vẻ tự nhiên. Chúng ta sẽ đắp chúng ta bỏ đây. Chúng ta có thể để thêm một chút mấy cọng cần tây. Hoặc là thì là để cho nó đẹp hơn, tăng thêm hương vị nhiều hơn. Rồi và cái món ăn của chúng ta đã xong. Em thấy bây giờ mình ăn vào cái đĩa này nó quý quá. Tiếc. Trông đẹp quá, tiếc quá. Hay thôi, em xin phép là em ăn từ trong Âu vậy. Cho nó thoải mái. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem, nhưng mà em lấy một con tôm nhé. Bởi vì là mình phải phá rồi mà. Không, phá nhẹ nhẹ thôi. Phá nó còn hương tay. Em có thể dùng cái sốt bắp tay. Chấm qua một chút. Đó.
Em nghĩ món này sẽ rất là phù hợp khi mà chúng ta ăn hải sản đấy. Sốt rất ngon. Tôm giòn và ngọt. Ăn kèm salad xem sao nào. Em không nghĩ là cái món nước sốt này nó lại hài hòa khi mà ăn cùng với cả tôm cộng với cả rau củ quả đâu. Bởi vì em nghĩ là mỗi một loại thực phẩm sẽ phù hợp lại sốt khác nhau. Rất cảm ơn anh Tâm vì một món ăn thú vị anh đã đến và gửi tới chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, món salad tôm cốc tai rất là ngon, nhưng quan trọng đó là nó dễ dàng chế biến, mọi người đều có thể làm được và khiến cho cơ thể của mình tăng cường khả năng chống chọi lại với rất nhiều những yếu tố, ví dụ như cảm nắng hay là cảm sốt chẳng hạn. Và ngoài ra nó còn khiến cho bữa cơm trở nên ngon hơn, làm trong những bữa tiệc nó sẽ khiến cho chúng ta tạo được một cảm xúc rất là đặc biệt đối với những người đến tham dự đấy. Quý vị thân mến, nếu như chúng ta có những món ngon mà quý vị muốn chúng tôi giới thiệu, hãy gửi ngay tới chúng tôi thông qua địa chỉ email đó là vui sống mỗi ngày a@chuthi.com.vn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với mục kỹ năng cuộc sống.